chứ. Ừ. Hello xin chào tất cả các bạn, đây là kênh của Tiền Lê 225. Thì hôm nay là ngày sinh nhật của anh mình. Hôm nay là thứ ba là ngày sinh nhật của anh mình. Ngày 1 tháng 11. Tháng 11 năm 2022. Thì hôm nay là ngày sinh nhật của anh mình. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ đi mua bánh nha. Giao cái bản sinh nhật cho cháu ấy. Dạ. Tạm biệt anh ấy. Hôm nay sẽ. Đâu thích thế nào? Bánh chết rồi mọi người ơi. Bánh chết rồi mọi người ơi. Con tái, con tái. Quá gì đấy mày hai. Múa đi, múa đi. Múa đi đi. Chết rượu nói nhưng mà chết rượu mới hái. Nhưng mà chết rượu mới tặng à. Chết rượu mới hái. Ôi. Mà chết rượu. Mình phải biết dạ hay. Ôm chứ phải bố mới biết dạ chứ. Đấy đi bố. Nếu phải biết dạ đấy. Cái này á. Ừ. Đi 200 thôi. Ủa không có dạ mà. À là. Con thấy chạy mà. Cái này. Hả? Cái này. Cái này. Đi xem không? Đi xem đi xem không? Tối, mình đi. Đây là con gái. Thôi đừng có dư. Mày đi lên đặt. Hả? Mày đi họ đặt đấy hả? Đó là cái này đi. Bánh này. Bánh này đi. Đó là cái này. Bánh đi. Yeah. Sinh nhật anh mà. Bánh câu thù này, bánh câu thù. Đây là cái này luôn đi con. Đây đây. Đây đây đây. Bánh này. Bánh ở đó đây này. Gọi đi. Ra Việt tên gì chi ấy, ra Việt tên. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật Tuấn Tú, 12 tuổi. Tuấn Tú hả? Anh Tú ơi, hôm nay lại Việt đấy. Chúc mừng sinh nhật Tuấn Tú 12 tuổi. Ha, nhiều người thả cái bụng Việt lên. Chúc mừng sinh nhật Tuấn Tú 12 tuổi không? Bán bày, bán hai ba gọi ba đĩa đấy, con chọn đi. Hả? Mua marshmallow, không phải ăn đĩa đây nhỉ? Ăn đĩa được chứ? Không. Ngồi chơi ăn thì hay. Không. Tự nhiên cho hay. Ăn ba gọi. Không nó tôi với bọn đĩa mà ăn. Đúng rồi đó, đúng rồi. Ba lại bò mà bón gì á. Bón đen tối chỉ phạt ba nắng. Bánh keo thôi.
mua bốn gói, cho có năm gói, rồi ba bò má gói như thế này. Trong lễ rất cao đúng không?